Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lương Thế Vinh Hà Nội, một ngôi trường không chỉ nổi tiếng bởi sức nóng trong mỗi mùa tuyển sinh mà còn bởi những quy định về kỷ luật rất nghiêm khắc. Rất là nghiêm khắc và nó đủ để khiến em phải suy nghĩ lại về hành động của mình. Thì cụ thể là ví dụ như là sáng nếu mà em đi học muộn thì em sẽ phải nhận hình phạt là một tiết đi lao động công ích, có thể là sẽ đi nhổ cỏ, dọn nhà vệ sinh hoặc là xuống bếp để rửa bát. Nổi tiếng về kỷ luật nghiêm, nhưng trước hình phạt quỳ khi học sinh phạm lỗi thì nhiều giáo viên lại phản đối. Giáo viên phạt học sinh bằng cách quỳ là hoàn toàn tôi phản đối. Bởi vì sao? Một trong những nguyên tắc giáo dục là không được dùng nhục hình đối với học sinh. Tôi không đồng ý với lại cái hình thức mà cô giáo đưa ra để phạt học sinh là hình thức quỳ. Bởi vì là có rất nhiều các biện pháp để phạt học sinh và để tạo điều kiện cho các con là biết được cái lỗi sai của mình và sửa cái lỗi sai đấy. Nhưng mà quan điểm riêng cá nhân của tôi là khi mà xử phạt thì nó phải có cái tính nhân văn. Tuy nhiên, tiếp cận ở một góc độ khác, tiến sĩ Vũ Thu Hương, chuyên gia giáo dục lại cho rằng, thực tế, hình thức phạt quỳ được nhiều giáo viên sử dụng từ lâu chứ không phải là hình thức mới. Và về cơ bản là hình thức này không làm ảnh hưởng đến tâm lý của học sinh. Là tại sao có những thầy cô giáo có những hình thức phạt học sinh như là đánh hay là phạt quỳ mà học sinh lại rất là yêu quý và trân trọng, thậm chí về sau họ coi như là cha mẹ ruột. Thì khi chúng tôi quan sát thì chúng tôi nhận ra là bên cạnh những hình thức phạt thì họ đưa ra thông điệp rất rõ ràng. Vậy thì điều quan trọng ở đây là chúng ta đưa thông điệp gì cho trẻ? Nếu như chúng ta phản ứng lại những hình thức phạt của cô giáo thì có nghĩa là chúng ta đã trao cho trẻ thông điệp rằng không ai được động vào trẻ và có nghĩa là trẻ muốn làm gì thì làm.